Xin chào tất cả bạn. Hôm nay là buổi chiều tối 5 giờ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Tôi tiếp tục ra vườn sâm đương quy của gia đình để đào 30 năm cân gửi cho anh em ở Sài Gòn. Tôi lại show cho các bạn xem một chút về hình ảnh vườn sâm đương quy của gia đình. Nếu bác nào có nhu cầu về sâm đương quy, hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027. Tôi sẽ cung cấp cho tất cả các bác. Và tôi sẽ ship miễn phí toàn quốc cho tất cả các bác có nhu cầu về sâm đương quy để ngâm rượu Tết nha các bác nhá. Đấy, tôi miễn phí ship toàn quốc từ đến hết tháng 12. Tôi sẽ miễn phí ship toàn quốc. Đấy, giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Có một bình rượu Tết là thật là tuyệt vời. Đấy, đây là hình ảnh sâm đương quy của gia đình tôi. Và tôi vừa nhổ được 2 cây. Đây, tôi vừa nhổ được 2 cây. Nó rất là đẹp này các bác này. Đấy, rễ thì dài, to. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ. Đấy, đây là sâm đương quy nhé các bác nhé. Đây, đây các bác. Đây chính là sâm đương quy này. Chắc chắn là nhiều bác chỉ thấy hình ảnh sâm đương quy ở trên mạng, hoặc là thấy người ta bán ở ngoài chợ, hoặc là người ta mua về ngâm rượu thôi, chưa đến trực tiếp thăm vườn sâm đương quy, hoặc là chưa thấy người ta đào, người ta nhổ trực tiếp sâm đương quy nó như thế nào. Thì hôm nay trong cái buổi ghi hình ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục gửi đến tất cả các bác cùng xem một chút về cái sâm đương quy chúng ta đào, chúng ta nhổ trực tiếp tại vườn nó như thế nào nha các bác nhé. Bây giờ thì tôi sẽ đặt máy quay ở đây để cho các bác nhìn rõ hơn. Đây, tôi sẽ chọn một cây. Đây, tôi chọn cây này để đào cho tất cả các bác cùng xem. Nhiều khi chúng ta thấy lá của nó rất đẹp, nhưng mà rễ của nó thì nó không có rễ. Còn có một số cây thì chúng ta thấy lá nó héo úa rồi, nhưng mà rễ của nó rất là đẹp. Đây các bác, cũng may là nó có rễ khá là đẹp đấy các bác này. Đấy, úi dồi. Đây này các bác này. Đấy, quá đẹp luôn. Không biết các bác có nhìn thấy không? Đây này. Loại này là loại từ 2 củ đến 3 củ là 1 kg đấy. Vâng, giá thì vô cùng hợp lý thôi. Tôi nhận ship toàn quốc cho tất cả bác. Và tôi miễn phí ship từ bây giờ, từ hôm nay ngày mùng 10 tháng 12 cho đến hết tháng 12 nhé các bác nhé. Để cho các bác có một bình rượu ngon lành cành đào để mà thưởng thức ngày Tết đó. Vâng, tôi sẽ để đây. Tiếp tục tôi sẽ chọn một cây nữa để đào cho tất cả mọi người cùng xem. Và sau đấy thì tôi xin phép tạm dừng cái clip này. Tại vì là cũng thời gian cũng hạn chế, nên là tôi sẽ đào đại trà để kịp tối nay rửa, xong là còn đóng hàng gửi cho anh em nữa. Đây, tôi tiếp tục chọn được cái cây này. Đây, đây thưa các bác. Đây, đôi khi chúng ta thấy lá đẹp nhưng mà rễ thì nó lại không có rễ. Nó cũng như con người vậy thôi. Rồi tôi đặt đây, rồi đào cho tất cả các bác cùng xem nhé. Rồi, đẹp chưa? Đây các bác này. Đấy, ban đầu tôi tưởng nó sẽ không có rễ nữa, nhưng mà không ngờ rễ nó cũng khá là đẹp. Đấy, những cái
củ này thì giá lại hợp lý hơn. Thì nó giá bán nó tùy theo củ nhé các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu hoặc là cần tìm hiểu về sâm đương quy thì hãy liên hệ Zalo 0374988027. Và tôi tiếp tục đào thêm một cây nữa để cho tất cả các bác cùng xem. Vâng, tôi đào tiếp cái cây kia cho tất cả mọi người cùng xem cái cây kia. Đấy, khổ nỗi là một mình đào một mình lại ghi hình cho mọi người cùng xem nên là nó hơi vất vả. Thế nào? Ôi giời, đẹp chưa? Đấy, sâm đương quy đây các bác này. Đấy, đây chính là sâm đương quy nha các bác nhé. Đấy, sâm đương quy của gia đình tôi đây. Đấy, như tôi nói ban đầu ấy, giá cả của sâm đương quy thì nó phụ thuộc vào số củ trên 1 kg. Đấy, có loại thì hàng xô thì giá rẻ hơn. Đấy, có loại 2 củ, 3 củ nó lại khác. Và có loại 5 củ, 6 củ nó lại là một cái giá khác nhau. Đấy, cho nên là giá nó luôn luôn thay đổi nhé các bác nhé. Đây, quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Đây các bác này. Đấy, đây chính là sâm đương quy. Đấy, để mà ngâm rượu hoặc là sắc nước uống, chúng ta hầm gà. Nói chung là các bác cần hoặc là muốn ngâm rượu sâm đương quy thì các bác có thể tìm hiểu, tham khảo thêm ở trên internet. Đấy, để các bác biết rõ hơn cái công dụng của cái sâm đương quy này nhé các bác nhé. Vâng, tôi xin phép tạm dừng cái clip này ở đây. Để tôi còn đào tiếp. Hôm nay sẽ có 35 ký gửi xuống Hồ Chí Minh. Vâng. Đấy, cũng rất là cảm ơn tất cả anh em đã tạo điều kiện ủng hộ tôi để tôi có một cái công việc cũng gọi là tuy mệt nhưng mà cái thành quả đạt được thì cũng xứng đáng. Đó, đây chính là vườn sâm đương quy của gia đình tôi. Như đầu clip tôi nói, bác nào có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027. Từ bây giờ, vâng, từ bây giờ đến cuối tháng 12, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020, đến hết tháng 12 tôi sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này. Nếu các bác thấy clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên cho tôi một like và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và để có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại 0374988027. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào.